Nhìn thấy Tu La tánh họa lợi hại như vậy, sắc mặt cô Hàng Lập biến đổi mấy lần, hít một ngụm khí lạnh. Hỏa diễm màu trắng xám sau khi đem huyệt cố khóa thành tro bụi đã ngưng tụ trở lại thành những tia lửa xinh đẹp lơ lửng trong không trung. Nhưng tại thời điểm này, không biết là do lão ma chết đi tạo thành dị biến, tất cả những tia lửa rơi xuống đồng thời toát ra một cổ hắc khí màu xanh thẳm. Tiếp theo, một tia điện hồ màu đen lóe lên, tia lửa trong nháy mắt biến thành hồ lam, khôi phục hình thái. Kiền lam băng diễm, Lập tức Hàng Lập cảm thấy xung quanh trở nên căng thẳng, toàn bộ không gian tràn ngập hàng khí, một cảm giác lạnh buốt ập đến xung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện những tầng băng trong suốt. Cả cấm chế bảo hộ hoàn toàn có bộ dáng sắp bị đóng băng toàn bộ. Hàng Lập vội vàng đưa linh lực vào bạch tê bội, Bạch Quang cực nóng xua đi hàng khí xung quanh khiến chúng không thể đến gần. Thế nhưng Kiền Lam băng diễm không có sự khống chế của Huy Cốt lúc này mới chân chính phát huy uy lực. Trong nháy mất thời gian, cả thạch đà liền đông cứng thành một núi băng thật lớn. Trong đó chỉ có hàng lập đang khổ sở cầm cự khiến cho pháp lực của hắn tiêu hao nhanh chóng, âm thầm kêu khổ không ngừng. Hiện tại hàng lập mới binh bạch. Làm sắc khỏa diễm với sự khống chế của huyền cố không biết là do tu vi lão ma không đủ hay là do chưa được huyền hóa qua, nên khi công kích hắn chỉ phát huy được một bộ phận nhỏ uy lực chân chính nếu ngay từ đầu nó đã biểu hiện sức mạnh khủng bố như thế này thì Huy Cốt chẳng cần dung hợp tu la thánh hỏa gì gì đó cũng đủ để chỉ kháng mấy lần. vì vậy loại thánh hỏa kia không có khả năng chỉ có chút uy lực kia, nhưng mới phải khẳng định nó chỉ hiện lộ một phần nhỏ mà thôi. Hàng lập hoảng sợ suy nghĩ đoán đúng chân tứ sự tình đến bảy tấm phần. tuy nhiên hắn không muốn sau khi mình đã vứt và giết chết huyền Cốt lại bị Kiền Lam băng diễm vô chủ này tiêu diệt một cách oan uổng vì thế hắn cắn răng một tay đặt tại túi linh thú đeo bên hồng trong túi đó có trên ngàn vạn con vệ kim trùng bây giờ hắn chỉ còn cách dựa vào năng lực thôn vệ của chúng để xem bản thân mình có thể mạo hiểm thoát khốn được không nhưng mà kẻ có thành công hay không nhưng mà con vệ kim trùng vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn này khẳng định không có cách nào ngăn cản hàng khí khủng bố của hỏa diễm và e rằng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ nhưng hôm nay vì các mạng nhỏ của chính mình hàng lập cũng bất chấp bàn tay hắn khẽ động đang muốn mở túi linh thú ra nhưng lúc này chỉ biến lại phát sinh thêm lần nữa kiện lam băng diễm đang lơ lửng ở xung quanh đồng thời lóe lên vài cái phát ra một trận âm thanh trong trẻo giống như đang tiếp nhận mệnh lệnh nào đó chúng đồng loạt bắt đầu bay lên phía trên ngừng kế thành một khối một lát sau đoàn lam quang hình thành thể không trung mà trong đó có một viên băng châu lớn màu lam lơ lửng hàng khí lúc đầu chấp mắt đã biến mất phải vô tung dường như chưa từng xuất hiện hàng lập vừa mới mở miệng cửa tưới linh thú ra một nửa liền lập tức ngơ ngẩn sau đó sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng hắn chẳng thèm quan tâm vì sao kiền nam băng diệm lại xuất hiện lại biến hóa quỷ dị như thế chỉ biết là hắn đã tránh được một kiếp nạn hiện tại băng châu từ từ rơi xuống bay qua trước mặt của hàng lập hắn nhìn băng châu này chỉ sắc trong mắt lóe lên sắc mặt hiện ra vẻ trầm ngâm đột nhiên hắn quát tay một đạo điện hồ mảnh mai còn sót lại trong thân thể bay ra cuốn lấy băng châu nọ ngăn cản nó tiếp tục rơi xuống băng châu không có chỉ biến nào phát sinh mà hình thành thật thật bị điện hồ kéo đi nhìn thế cảnh này thân sắc hàng lập trở nên trịnh trọng không có một chút khinh thường nào cả tay hắn nhẹ nhàng phun lên điện hồ trái buộc băng châu từ từ di động về phía hắn nhìn viên châu lơ lửng ở trước mặt cách một khoảng một thước Sắc mặt Hàng Lập hiện ra một tia lưỡng lự, hắn ngưng trọng vươn tay ra, một tầng sáng màu xanh bao phủ chặt chẽ lấy bàn tay, sau đó mới cẩn thận nắm lấy. Tuy cách nhau bởi một lớp chân nguyên rất dày, nhưng Hàng Lập vẫn cảm ứng được rất rõ sự mát lạnh, nhưng tuyệt đối không phải là băng hàng. Hình như sau khi ngưng tụ thành viên châu này thì hàng khí đã thu điểm lại, không lọt ra ngoài một tia nào. Vì thế, Hàng Lập mới chân chính yên tâm. Hắn thu hồi chân nguyên, dùng ba ngón tay giữa băng châu đưa đến trước mặt để quan sát kỹ càng vì châu này có một lớp vỏ cứng màu lam ở bên ngoài, ở trong có hào quay không ngừng chấp động từ hồ không được ổn định. Hàng lập do dự một chút vì kiện băng lam diễm là vật quý thế gian khó tìm, thậm chí còn có khả năng là bảo vật trên cả hư thiên đỉnh. Tuy hắn hiện tại không biết làm thế nào, nhưng để lợi dụng hoặc là huyền hóa băng diễm, nhưng mà hắn phải vứt đi thì tuyệt đối là không được. Cần phải biết hàng lập trước sau đã thấy qua thanh dương ma hỏa và thiên đô thiên hỏa. Thế loại bí thuật lợi hại của ma đạo thì trong lòng sớm đã có một tia vọng tưởng. Muốn mình cũng có một loại ma diễm mạnh mẽ như thế. Còn uy lực của kiền lam băng diễm hắn đã được chứng kiến tận mắt tuyệt đối ở trên hai loại ma hóa kia. Cơ hội tốt được đến tận cửa có thể khiến hắn hoàn thành tâm nguyện. Thì tại sao hắn lập lại từ chối được chứ? Cho dù mạo hiểm một chút, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nghĩ đến đây, kim sắc điện hồ trong tay của Hàng Lập phóng ra thêm lần nữa, sau đó từng đạo từng đạo thần lôi giống như là tơ, bao lấy viên băng châu, một tầng rồi thêm một tầng. Một lát sau, một quả cầu hồ vàng xuất hiện trong tay hắn, chỉ là nó thỉnh thoảng có một tia điện nhỏ ở trên mặt chấp lé không ngừng. Thấy tình cảnh này, Hàng Lập mới chân chính an tâm. Trải qua quá trình tranh đấu với băng diễm, Hàng Lập cũng biết được ít tà thần lôi miễn cưỡng có khả năng khắc chế thương hỏa diễm này. Nếu băng châu nổ tung thêm lần nữa thì điện hồ tạm thời bao vây một ít, giúp hắn trên thủ chút thời gian, không cần phải sợ đột nhiên bị phản Vệ. hiện tại ít tờ thần lôi trong cơ thể hắn thực sự không còn chút gì, ngay cả một tia điện nhỏ mơ hồ cũng không thể xuất ra. nhưng hằng lập căn bản không cần để ý điều này, sắc mặt hắn mang vẻ hương phấn, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc hình vuông, đem viên châu đặt vào trong đó rồi cẩn thận cất đi. Hắn bây giờ mới có thời gian bay quanh thạch đài một vòng, đem huyết ngọc tri chu đã bị đại thương huy khí thu vào trong túi linh thú. Con còn lại sớm đã hóa thành thi thể thêm lần nữa, nằm y không nhúc nhích. Như khi hàng lập bay qua nơi huyền cốt bị tiêu diệt thì thân hình không khỏi ngừng lại, sắc mặt hắn mà vẻ khác lạ, khoát tay. Một thứ gì đó màu trắng từ trên mặt đất bay về phía hắn. Vật này trắng toát như ngọc, chỉ ngắn vài tất, hàng lập vừa nhìn qua đã biết nó là một khúc xương cốt. Chỉ là nó lại không bị tu la thành hỏa luyện hóa thành tro bụi mà vẫn an nhiên tồn tại, khiến hắn kinh ngạc không nhỏ. Hàng Lập nhớ lại lúc đang ở trong địa động, huy cốt lão ma từ trong đoàn xương này lấy ra hư thiên tàng đồ, chẳng lẽ nó giống như thứ gì đó có thể chứa đựng. Sau khi ý nghĩa này xuất hiện, thì hắn đã không chút do dự đem nó bỏ vào túi trữ vật, hiện tại không phải là thời điểm để nghiên cứu tỉ mỉ mà phải nhanh chóng ly khai nơi này. Hàng Lập đang muốn bay về phía cầu thang đá thì trong lúc vô ý quay đầu mũi tiểu tiễn đang nằm yên cách đó khoảng vài trượng dường như là mất hết linh tính. Hàng Lập nhớ nhớ mày khoát tay, một mảnh thanh quan từ trong bắn ra quấn lấy pháp bảo đó. Sau khi tùy tiện nhìn nhìn vài lần, hàng Lập đang muốn thu vào túi trữ vật thì trong một túi linh thú đột nhiên truyền đến một tiếng yêu quái dị. Trong lòng của Hàng Lập khẽ động không khỏi lộ ra một tia cổ quái, hắn nhíu chặt hai hàng lông mày sau khi suy ngẫm đột nhiên vỗ vào túi linh thú kia một đào hào quang từ trong phóng ra sau khi xoay một vòng một con tiểu hầu rì xuất hiện chính là đề hồn thú có khả năng vệ hồn đảm quỷ Hàng lập hé miệng phun ra một hạt châu màu đen vào trong tay còn lại, đúng là minh hồn châu dùng để khống chế, đề hồn thú. Lúc trước hắn cảm thấy tình huống nguyên giao dễ dàng đem nó ra cho hắn có chút quái trị, vì thế hắn vẫn chưa bắt đầu luyện hóa. Nhưng mà việc xóa đi thần thức của đối phương, trực tiếp dùng viên châu này để điều khiển đều hồn thú trong khoảng thời gian ngắn thì hắn vẫn có thể dễ dàng làm được. Tay nắm chặt minh hồn châu, hai mắt nhìn chồng chọc vào tiểu tuyển màu xanh biếc kia, hàng lập đột nhiên, hé miệng. Một đoàn đang hỏa màu xanh bao vây lấy nó từ từ tiến hành, viện hóa. Sau một lát, Tiểu tiện vẫn không có phản ứng gì giống như một vật chết vậy. Hàng quan trong mắt của hàng lập lóe lên, sau đó mỹ khẽ động đã đem tiểu tiện nâng lên rồi phân phó đề hồn thú. Đề hồn thú lập tức kịch mũi, một màn hàng quang từ trong phun ra, hướng thẳng để tiểu tiện đang lơ lửng trong không trung. Tiểu tiện nguyên bản không nhúc nhích khi thấy hàng quan tập kích, đột nhiên lóe lên lục qua mãnh liệt phát ra một tiếng kêu bén nhọn trực tiếp bay về phía cầu than đá bộ dáng nói dường như rất sợ hoàng quang vừa rồi tiểu tiễn vừa mới bay ra xa khoảng một trường thì bị Hào lập đang nhìn chầm chọc như hổ đói điềm chỉ một đạo kiếm kiếm màu xanh bắn ra đánh thẳng tới khiến cho nó ngã nhào xuống không kịp chạy trốn và trong khoảng thời gian trì hoãn này hào quang do đề hồn thú đã cuốn lấy tiểu tiễn lập tức pháp bảo lóe lên vài cái không ngừng tại hữu xung đột bộ dáng như muốn phá đường trốn chạy nhưng hào quang kia dường như là có hấp lực cực kỳ cường đại, dù có dễ dụ thế nào cũng vô pháp thoát khốn. Đề hồn thú nếu đã được xưng là khắc tinh của tất cả các loài quỷ hồn thì hấp thu thần quan kia không tự nhiên cũng không chỉ có như vậy. Tiểu tiễn kia chỉ ngược chuyển động nửa nhịp thì đã có hơn trăm đạo hỏa quan bé nhỏ bay tới, nhanh chóng bao vây lấy nó. Tiếp theo, hoàng quan đồng thời mạnh mẽ lôi từ trong tiểu tiễn ra một đoàn lục quang. Lục quan này dưới sự dây dưa của hấp hồn thần quan không ngừng biến hóa thành các chàng trùng ngư điểu thú, thậm chí còn biến hóa khi to khi nhỏ, muốn mưu toan thoát thân. Nhưng những rợi tơ hoàng quang màu vàng một khi đã trực tiếp bao vây lấy thì căn bản không có cách nào thoát khỏi từng chút từng chút kéo nó về phía đội hùng thú. Lúc này lục quan hoảng loạn sau khi huyện hóa thành một khuôn mặt già nua sợ hãi hướng hàng lập cầu xin. Hàng tiêu hữu, người thay cho lão vua một mạng, chỉ cần như vậy tại hạ sẽ tình nguyện làm nô cung phụng tiêu hữu là chủ. Bí thuật lão phu biết nhiều vô số kể, tất cả đều nguyện ý giao nộp. Hơn nữa hàng đại hữu chẳng lẽ không muốn biết toàn bộ huyền âm đại pháp ư? Cho dù là nghịch đồ cực âm kia, ta cũng chưa bao giờ đem tầng cuối cùng dạy cho hắn, còn đem là huyền hồn huyền yêu đại pháp nữa. Đồng thời, cơ nghiệp của tài hạ tuy bị cực âm chiếm đoạt nhưng mà vẫn còn vài tòa đồng phủ bí mật, trong đó có chứa rất nhiều bảo vật, lão nô đều nguyện ý phụng hiến cho chủ nhân. Khuôn mặt quỷ kia càng nói càng nhanh, biểu tình càng lúc càng kinh hoảng, thậm chí còn tự xưng là nô phó bởi vì hắn lúc này chỉ cách cái mũi to của đề hồn thú khoảng một tấc mà thôi. Nếu thật sự bị là hấp nhập vào thì yêu hồn thú của hắn cho dù hoang cường chống lại cũng tuyệt không có khả năng đào thoát. Nghe khuôn mặt quỷ nói những lời dụ hoặc như vậy, dù hàng lập là người có tâm trí kiên định hơn xa thường nhân cũng không khỏi động tâm, trên mặt lộ ra vài phần trụ trừ. Có lẽ nhìn ra vẻ do dự của hàng lập bên khuôn mặt quỷ giống như là túm được cành cây cứu mạng liền nói to. Cho dù đạo hữu không muốn có những thứ đó, chẳng lẽ không muốn biết là nhược điểm công pháp của cực âm, không muốn giải trừ ám ký truy tung ở trên thân sao? Nghe nói như thế, ánh mắt của Hàng Lập chuyển động vài lần, thân sắc cuối cùng của khẽ động. Hắn thở chạy một tiếng, cánh tay nắm minh hồn, chân nhẹ nhàng vung lên. Nguyên bạn Hoàng Quang đang hút vào đột nhiên dừng lại, khiến cho khuôn mặt quỷ tạm thời thoát khỏi việc hắn chập vào mũi của đề hồn thú. Sắc mặt của quỷ đầu cực kỳ vui mừng, tinh thần buông lỏng một chút. Hàng tự hữu, hành động này của ngươi tuyệt đối sáng suốt, lưu lại cho lão phu hoàn toàn có thể. Cô mặt quỷ mỹ cự xuất lộ vẻ mỉm cười, muốn nịnh nọt hàng lập vài câu, nhưng lúc này đều hồn thú tiếp tục, dùng mũi hít vào. Hoàng quan nguyên bản hơi hòa hoãn bỗng nhiên chuyển động, hấp lực so với lúc đầu còn mạnh hơn ba lần, hoàn toàn đem thần thức huyền cốt không chút đề phòng. Hắn nhập vào trong một tia phản ứng cũng không có, trên mặt hàng lập liền lộ ra một tia lạnh lùng chế nhạo. Đề hồn thú dường như ăn quá no quá sức nên ngơ ngẩn phụ phụ lấy bụng, trên mặt xuất hiện vẻ bản ý giống như con người vậy, Hàng Lập mỉm cười, vùng minh hồn châu trong tay lên, đem nó thu vào trong túi linh thú. Thu ngươi làm nô, ta sao dám chơi với hổ? Lão quỷ ngươi sống đã hơn ngàn năm, luận về tâm kế ta đều đấu không lại. Cho dù ngươi ba hoa chích chòe, ta vẫn phải tiêu diệt ngươi đã đỡ đi một mối nguy hiểm. Bằng không, không biết khi nào, ngươi sẽ âm thầm ám toán ta nữa. Hàng Lập bước tới vài bước, cầm lấy tiểu tiễn màu xanh kia, lẩm bẩm nói, Đến bây giờ Hàng Lập vẫn không hiểu rõ mặt quỷ kia rút cuộc là chủ hồ của huyện cốt hay là tàn phát tách ra do lão Mai thi triển một bí pháp nào đó. Quỷ tu chi đạo còn có thần thông phân ly hùng phách, Hàng Lập cũng không lấy làm kỳ quái. Tiếp theo, Hàng Lập thu lấy ngũ hành hoàng đang nằm cách đó không xa, nhưng hắn không lập tức rời đi ngay. Lời nói của khuôn mặt quỷ kia thật ra đã đề tỉnh hắn, còn biết cực âm tổ sư đã động tay động chân trên người hắn khi nào nữa. Nếu không trừ bỏ ám ký này thì chỉ sợ hắn vừa mới ra khỏi cấm chế liền bị cực âm tổ sư cảm ứng được. Tuy hằng Lập đã dùng thần thức thăm dò qua nhiều lần, và không có phát hiện chỗ nào khác biệt, nhưng trong lòng hắn đã có chủ ý hay ho để tìm ra ám ký. Bằng không, hắn đã không chút hạ thủ lưu tình tiêu diệt khuôn mặt quỷ kia. Chỉ thấy Hoàng Lập vỗ vào một cái túi linh thú mấy nghìn kim ngân giáp sắt trùng bay ra bám thấy thầy thân của hàng lập một lát sau về Kim Trùng phát ra tiếng kêu bé nhọn ở chỗ cản chơi của hắn, Hàng Lập cực kỳ vui mừng, thần niệm đưa ra mệnh lệnh tiếp theo về Kim Trùng ông ông một trận, sau đó tất cả chúng ùn ùn bay trở về túi linh thú. Hàng Lập không dám chậm trễ trực tiếp bay đến chỗ cầu thang đá, thời gian hắn lưu lại tại đây quá dài, thực sự khiến hắn có chút thấp tha thấp thỏm. Cự ly vài chục trượng trong nháy mắt đã tới, Hàng Lập hé miệng phun ra một đạo thanh quang, dùng thanh trúc phong vân kiếm tạo ra một cái lỗ to trên vòng bảo vệ cấm chế. Hàng Lập hóa thân thành một đạo cầu vòng bay ra, dựa theo tính toán của hắn tốt nhất là đi đến một mật thất nào đó ở tầng 1 hoặc tầng 2. Tiếp theo, phá bỏ cấm chế ở nơi đó rồi truyền tống quậy hư thiên điện. Về phần mật thất của mấy tầng khác, đối với hắn mà nói thật sự là quá nguy hiểm. Vì thế, hàng lập dựa theo là lỗ tuyến trong trí nhớ của mình, không nói không năng, quay lại đường cũ. Lúc này tất cả các cơ quan cấm chế đều đã bị phá sạch, hàng lập ngoại trừ việc cẩn thận né tránh mấy lão quái vật kia thì chẳng còn điều gì cố kỵ cả nên to le gan lớn mật phi hành. Trên đường đi một mặt hắn phóng thần thức để cảnh giác, một mặt lấy quyển trục của kỹ kia ra, cuối cùng cũng có thời gian để liếc mắt một chút đi hàng lập chỉ nhìn qua vài lần thì không khỏi kinh ngạc kêu lên nguyên bản tốc độ thanh quan đang bay về phía trước bỗng nhiên chậm lại quyển trục này vừa nhìn thì chẳng thấy gì đặc biệt sau khi mở ra công nhật không những không toát ra linh lực mà nội dung bên trong còn cực kỳ đơn giản vẽ ngoan ngoèo mấy đường thô sơ Như sau khi hàng lập xem qua vài lần liền hiểu được nội dung quyển trục đó chính là sơ đồ kiến trúc phần nội điện 5 tầng của hư thiên điện cái khác thì không nói nhưng thạch đài và vài nét bút vẽ cái đỉnh nhỏ có hai tay ba chân tuyệt đối chính là tiêu ký ám chỉ hư thiên đỉnh còn phía trước thạch đài là hình vẽ đang xen nhau khẳng định chính là mật thật. Thông đạo, tuy nhiên điều khiến cho hàng lập kinh ngạc chính là trong tấm bản đồ này, các hình vẽ khác đều dùng bút màu đen, duy nhất có một lỗ tuyến sử dụng bút màu đỏ. Điểm cuối của lỗ tuyến này là một bức tường cao ở phía biên của nội điện, ở phía sau đó có tiêu ký giống nhau vẽ một tòa truyền thống trận vậy. Hàng Lập thấy thế giới phi hành chậm lại. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, nếu mà muốn trực tiếp đi từ tầng 5 đến tầng 2 thì xác suất gặp bé lão quái vật là rất lớn. Nếu như bản đồ này là thật thì chẳng phải hắn có thể lợi dụng truyền tống trận để truyền tống đi nơi khác sao? Cho dù không trực tiếp truyền tống đi ra ngoài hư thiên điện nhưng Chu Quy lại vẫn tốt hơn nhiều so với việc đứng ở tầng 5 nội điện này, càng khiến cho hàng lập động tâm chính là vị trí của hắn hiện giờ nếu dựa theo tiêu ký trên bản đồ thì sau khi đi tới chỗ giao nhau tiếp theo chỉ cần quẹo qua là đã đạp chân lên lộ tuyến màu đỏ kia. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng chính là lộ tuyến này có xuất hiện cấm chế hay là cơ quan khôi lỗi mà hắn không thể ứng phó được hay không. Về phần bản đồ thật hay giả thì hắn chẳng quan tâm. Chẳng ai ăn no rồi hơi đi giấu bản đồ trong tảng đá kia để lừa người cả. Huống hồ, niên đại của nó quá lâu, nét vẽ vẫn bao hàm đầy vẻ huy sơ. Vừa nhìn cũng đã biết thời kỳ của hư thiên đỉnh chắc chắn sẽ không có ai vô công rồi nghề thực hiện trò vui này hết. Đang lúc Hàng Lập do dự thì người đã đến chỗ giao nhau tiếp theo. Hắn không khỏi nhìn trái nhìn phải có chút không quyết đoán. Đành vậy, nếu thực sự gặp nguy hiểm thì cũng lắm là quay trở lại đường cũ. Dựa theo tiêu ký trên quyển trục này, Lộ tuyến này cũng chẳng dài. Sự nguy hiểm so với kế hoạch dự tính ban đầu ít hơn rất nhiều. Huống hồ, hắn cũng không tin địa đồ nhìn giống như là sinh lộ để thoát thân sẽ vẽ nên một con đường quá nguy hiểm cho người cầm nó. Nghĩ đến đây, Hàng Lập liền không chút chần chừ, hai tay dương lên, máy đã bạch quang bắn ra, sau đó trước mặt liền xuất hiện vài con cự viên khôi lỗi chúng với sự điều khiển của hàng lập lập tức quẹo qua một cái thông đạo khác còn hàng lập thì mang theo vẻ mặt thận trọng đi sát theo sau dọc đường cực kỳ yên tĩnh nằm ngoài ý liệu của hàng lập sau khi dẫm chân theo lộ tuyến vẽ bằng mực đỏ trên bản đồ rẽ trái quẹo phải vài ba lần bất luận là cấm chế hay khôi lỗi hắn cũng đã chẳng gặp qua rất dễ dàng đi đến bức tường cao kia nhìn nhìn bức tường cực kỳ bình thường kia hàng lập lại mở quyển trục của kỹ ra thêm lần nữa cúi đầu đối chiếu phân biệt một phen không sai đích xác là chỗ này sang một lúc hàng lập lẩm bà lẩm bẩm nói Hắn khoát tay, năm đạo kiếm quang màu xanh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên thẳng vào bên trong bức tường vai thước. Thấy cảnh này, Hàng Lập cực kỳ vui mừng, không có cấm chế trên tường, quả nhiên bên trong còn có ân ý khác. Tiếp theo năm ngón tay hắn di chuyển, năm đạo kiếm quan sắc bén nhẹ nhàng vẽ theo là nửa hình nửa vòng tròn. Tay khi khẽ đẩy tới, trên bức tường đã xuất hiện một cái lỗ thủng to, bên trong là một màu đen tối. Kiếm quan đột nhiên biến mất, từ trong lòng bàn tay xuất hiện ra một quả quan còn màu trắng lơ lửng từ từ bay vào phía sau bức tường. Hàng lập không chút chậm chạp, thân hình khẽ động nhẹ nhàng đi vào trong. Đây là một gian mật thất không lớn, cao không quá hai trượng, dài rộng chỉ khoảng là 6-7 trượng trên mặt đất phủ kín một lớp bụi bẩm rất dày. Thế nhưng ở giữa gian phòng lại có một tòa truyền tống trận cực kỳ đơn giản. Pháp trận được bố trí xinh xinh xẹo xẹo ra có những loại phụ văn thô sơ dường như do một người không biết trận pháp bắt chước dựa theo hình vẽ. Hàng lập nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nó không thể dùng hay là bị hư hỏng từ lâu rồi? Hắn đi tới vài bước, lợi dụng kiến thức và trận pháp của mình để kiểm tra một chút truyền tống trận này. Sau một hồi lâu, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Tuy nó cực kỳ thô sơ nhưng vẫn có thể dùng được. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra đây không phải là một cách truyền tống trận với khoảng cách xa. Phỏng chừng sau khi tiến nhập cũng không bị đưa đẩy đến một nơi xa lạ nào cách đó là khoảng là 10 vạn 8 ngàn dặm. Hắn lập lấy ra vài khối linh thạch nhanh chóng đặt vào bốn phía của truyền tống trận. Một hồi âm thanh ông ông vang lên, pháp trận xuất hiện ánh huỳnh quang nhàn nhạt, Thế cảnh tượng đó Hàng Lập liền mỉm cười, tuy hắn không lập tức truyền tống đi mà quay đầu nhìn cái lỗ thủng cho mình tạo ra, ra vẻ đâm chiêu, ngầm nghĩ điều gì đó. Sau khi hắn đi qua, một vài tiểu pháp thuật phục hồi được thi triển ra liên tiếp, đống đá vỡ lập tức trám vào lỗ thủng làm cho bức tường trở lại hình hài như cũ. Lúc này hắn mới phủi phủi tay, bước lên truyền tống trận rồi biến mất vô ảnh vô tung khi bạch quang lóe lên. Một lát sau, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại một bản vũ khí lờ mờ, có chút ẩm ướt và ấm ấm. Ngoài ra còn có một làn hương thoang thoảng truyền đến. Hắn là vẫn đứng trong tòa pháp trần cũ kỹ. Ngạc nhiên nhìn về phía trước, miệng liền há thật to, sau nửa ngày vẫn không khép lại được. Ở địa phương cách đó khoảng một trượng có một hồ nước màu trắng sữa rộng khoảng vài chục trượng, vũ khí và làng hương kia chính là từ nơi đó tỏa ra. Nhưng mà khiến hắn kinh ngạc không phải là điều đó mà chính là trong hồ nước có một nữ tử đang xích lõa nửa người, đang đối mặt với hắn. Những đường cong đầy đặn cực kỳ mê hồn da thịt trắng nõn như ngọc cùng với mái tóc rối đen nhánh xõa đến tận thắt lưng, không nói cũng là biết, đó là một vị mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp. Diệm ngồi lại này khiến cho môi miệng hàng lập không phải khô khốc, nuốt nước bọt mơ màng, như khi đưa ánh mắt nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang mang vẻ khó tin, thì hàng lập lại ngẩn ra, lộ xuất một tia cười khổ, Nguyễn cô nương thật khéo quá chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này nhưng hình như thời điểm mà tại hạ xuất kỳ không được thích hợp cho lắm sắc mặt của hàng lập hơi khác thường không chút khách khí quét qua thân thể của nữ tử trong lời nói chẳng có chút thành ý nào cả nữ tử trẻ tuổi đang ở trong hồ nước chính là mỹ nhân nguyên giao người sau khi tiến vào nội điện liền biến mất vẫn vô tung nguyên giao lúc này sớm đã bị kinh ngạc bởi sự xuất hiện đột ngột của hàng lập hiện tại hắn nghe nói như vậy liền lập tức tỉnh ngộ về mặt hoàn toàn ứng đỏ nàng vội vàng dùng hai tay chanh lấy đôi nhũ cao vuốt trước ngực lộ vẻ xấu hổ lẫn buồn bực khẽ quát người tại sao ở chỗ này cái tòa truyền tống trận kia chẳng phải đã bị hư hỏng không dùng được rồi sao người người mau quay mặt đi bộ dáng nguyên dao đang xe vẹn ngượng ngùng và hoảng sợ nghe vậy hàng lập bị mỉm cười không trả lời nàng ta mà thờ ơ đi ra khỏi phạm vi của tòa truyền tống trận khẽ lướt qua tình cảnh xung quanh Nơi này là một thạch thất rất rộng, to khoảng 3 bốn chục trường, hai bên có một, hai cái cửa đá bình thường. Mà đối diện với hàng lập ở một nơi trên bờ hồ phía bên kia là đóng quần áo màu đen và vài ba túi trữ vật. Trên tường đá phía sau vài trường có một vụ điêu hình đầu rộng do bạch ngọc chế thành. Ở phía dưới lõm xuống có đặt một cái bình ngọc cổ dài giống như đang hướng lấy cái gì đó. Quyên gia vừa nhìn thấy ánh mắt của hàng lập rơi vào cái bình màu xanh liệt quên mất sự xấu hổ, đột nhiên biến sắc. Tuy nhiên, Hàng Lập lại làm như không thấy gì, ánh mắt lập tức rời đi, sau đó hắn lên đi trước vài bước, đến bên cạnh hồ nước, cúi đầu nhìn chất lỏng màu trắng sữa. Nguyên do lúc này mới âm thầm tở phào vẻ mặt diễm đã khôi phục lại bình thường, nhưng chị qua trong ánh mắt lóe lên, dường như đang suy xét điều trị đó. Hàng Lập lúc này cũng đang sự ngẫm nghĩ, đột nhiên hắn vươn tay khẽ đưa về phía hồ nước một ít chất lỏng màu trắng sữa bị hắn dễ dàng bắt lấy đưa đến trước mắt xem xét. Nước này tỏa ra hương thơm đặc biệt, tràn ngập thiên địa linh khí tinh thuần, nhưng sau một khoảng thời gian thì chúng đột nhiên biến mất vĩnh vô tung với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Hóa thành nước như bình thường, sắc mặt của hàng lập có chút rung động, Linh Nhã Chi Tuyền thật không tưởng được chủ nhân của Hư Thiên Điện có thể chuyển dời dòng đến Tuyền to đến như vậy đến đây. Nguyên cô nương lần này mạo hiểm tiến nhập vào nội điện chẳng lẽ là vì nó. Hàng Lập nhẹ nhàng ném đi những giọt nước trong tay, ung dung hướng về phía đài mỹ nữ đang ở trong hồ nước nói. <laughs> Bộ dáng hàng đại hữu nói chuyện với một nữ tử như thế sao? Chẳng lẽ đại hữu nhìn con chưa đủ và muốn tiểu nữ vô bay thêm nữa? Nguyên gia lúc này đã khôi phục lại vẻ trấn định, nhưng khi nhìn thấy hàng lập vẫn không chút khách khí, liếc nhìn bờ vai hở ra kia thì không nhìn được trầm người xuống, có chút tức giận hỏi lại. Tuy nhiên, vẻ xinh đẹp tuyệt trần của nàng khi bực tức lại lộ xuất ra bộ dáng cực kỳ phong tình, cộng thêm thân thể mơ hồ, tóc rối vai trần khiến cho bức tranh tràn đầy vẻ dụ hoặc vô tận, thật sự là một vương vua, vật trời sinh. Hàng lập ngưng thần nhìn vẻ đẹp của Nguyên Giao trong lòng không khỏi bốc hỏa, tuy hắn vẫn luôn giữ vững tâm hồn trong sáng, cố gắng hết sức khóc chế dục vọng, nhưng dù sao cũng là một nam dân bình thường. Mỹ cảnh này xuất hiện trước mắt, tuy không đến nội hành động quá lố, nhưng việc bạn nhãn trêu ghẹo vài câu thì hắn cũng không cho là quá đáng. Vì thế Hoàng Lập Điền đặt mông ngồi cạnh hồ nước, cởi giày ra, nghênh 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 ngang, bỏ hai chân xuống nước, chậm rãi nói. Nguyên cô nương nếu muốn mặc y phục, phải xin cứ tự nhiên, tại hạ sẽ không ngăn trở tèo nào. Tuy nhiên có cơ hội thấy được đại mỹ nữ như thế này, tại hạ cũng không làm ra vẻ chính nhân quân tử mà phải thưởng thức một phen. Nói xong lời này, hai tay hắn chạy chống cầm, khi hì hì nhìn chầm chầm không tha nữ tử xinh đẹp với sắc mặt đang ứng hồng. Ngươi, Nguyên gia mặt đỏ như gất, muốn nói cái gì đó. Nhưng tiếp theo đôi mắt đen lấy, long lanh khẽ động, lập tức hồi phục vẻ bình thường, đồng thời tươi cười nói. <cười> ta còn tưởng đã hữu giống như là cây gỗ nữa chứ. Không biết thương hương tiết ngọc, không ngờ Hàng Huynh vẫn còn phong tình. Nguyên giao chịu đệ ơn đại ân của đạo hữu. Cho dù để cho Hàng Huynh nhìn thấy thân thể thì chẳng sao cả. Người tu tiên như chúng ta đâu có xem trọng vẻ bề ngoài, bạn nguyên cao xin phép mặc y phục nói xong lời này dường như nàng đang khiêu khích cảnh tề ngọc ngà đưa ra khỏi mặt nước nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của mình miệng cười cực kỳ kiều mỹ với hàng lập trong nháy mắt cô mặt sáng rực lên đẹp tự như hoa hàng lập sững sờ dường như cũng bị mê mẩn bởi vẻ đẹp phong tình của vị đại mỹ nữ này trong sát na hai tay của nguyên cao khẽ kích lên mặt hồ trong một bức tường nước màu trắng sữa xuất hiện giữa hai người thoáng cả đã cắt đứt ánh mắt không chút nào trên nét của hàng lập Nhờ cơ hội này, nàng liền bay ra khỏi hồ nước giống như là tiên tử trên trời hạ xuống chỗ để y phục của túi trữ vật. Tiếp theo một luồng hắc khí xuất hiện quanh thân cuốn lấy tất cả rồi nhanh chóng che giấu thân thể tuyệt đẹp kia. Đợi đến khi hắc khí tan hết thì thân ảnh duyên giá lại một lần nữa xuất hiện. Nguyên do lúc này là ăn mặc chỉnh tề, thân sắc ung dung bay xuống đất, còn cái bình màu xanh dưới chữ phù điêu hình đầu rồng kia đã biến một vạch vô tung. Bước từ nước đã hạ xuống, hàng lập nhìn nguyên giao ánh mắt hồi phục lại vẻ và lạnh lùng. Xem ra tài hạ không có chuyện phúc đó, thật sự có chút đáng tiếc. Hàng lập lẩm bẩm nói, nguyên giao nghe xong câu này mặt mày đỏ lên, nhưng lại liền cười chuyên vài tiếng. Hẻ đôi mời anh đào nói. Hàng Huynh không phải là cùng cao nhân đi tầng nam sao, như thế nào lại xuất hiện ở chỗ của tiểu nữ vậy? Nói xong nàng đưa cánh tay ngọc ngà ra, ưu nhã khẽ phút mái tóc dài đang ướt. Một trận bạch quang lóe lên, trong nháy mắt nó đã được sấy khô và sợi tóc đen mềm mại vẫn vương trên đôi má xinh đẹp, làm nổi bật lên làn da trắng mịn màng như tuyết, càng tăng thêm vẻ diễm lệ của nàng lên ba phần. Trong mắt của Hằng làm xuất hiện một tia thưởng thức, tự tử này luận về dung mạo tuyệt đối đứng thứ nhất thứ nhì trong số các mỹ nhân mà hắn đã gặp. Từng động tác nhấc tay đi, đừng đều tuyệt đẹp, khiến cho nam nhân điên đảo thần hồn, do tại hạ đủ phải cấm chế nên bị truyền tống trận tới đây. Hàng mổ cũng đã đang muốn thỉnh giáo Nguy cô nương xem nơi này có rốt cuộc là chỗ nào. Hàng lập sau khi nhìn nhìn mấy lần gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của đối phương, thần sắc bình thường nói, đồn phải cấm chế, ánh mắt của nguyên giao khẽ động, lỗ sắc thần tình, cười như là không cười, căn bản không tin lời hàng lập. Nhưng hàng lập cũng làm như không thấy, chỉ cười ha ha rồi nhàn nhạt nhìn nàng không nói, trên mặt của nguyên giao xuất hiện một tia ứng hồng. Đối với bộ dạng không dây chưa, không tha của hàng lập, nàng có chút đau đầu. Luận về động thủ, bản thân nàng đã kiến thức qua sự khủng bố của đàn linh trùng, mà mỹ thuật chiêu thức của mình am hiểu nhất lại chẳng có điểm tác dụng nào đối với người này nàng nhíu đôi mày phượng có chút bất đắc cái gì nói đây là mật thất ở tầng thứ hai của nội điện nếu biết ngươi sẽ từ trong truyền tống trận kia xuất hiện thì ta sớm đã phá hỏng nó rồi nếu không cũng sẽ không bị ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy nói xong lời này nguyên dao có chút không can tâm trừng mắt nhìn hàng lập xem ra có chút tức giận vì việc hắn đã thấy một phần thân thể của nàng Hà Lập nghe xong lại làm như không biết trên mặt một chút thay đổi cũng chờ thay đổi. Ngược lại còn làm bộ lưỡi biến giữa giữa lưng rút chân lại mặt dây vào. Chỉ có ngâm một chút thôi mà đã giúp hắn khôi phục một bộ phận giáp lực. Tuy vẫn còn muốn để thêm một lúc nữa nhưng mà việc tìm đường sáng thoát khỏi hư thiên điện quan trọng hơn. Vì thế Hàng Lập không chú ý gì tới vị nguyên đại mỹ nữ nữa mà ngẩng đầu đi đến phía nam của thạch ốc. Đứng tại đó nhìn qua mấy lượt đập vào trong mắt của hắn là một cảnh tượng hỗn độn bừa bãi, bên ngoài là một gian thạch ốc lớn hơn một chút, ở bên trong có một kiện khôi lội bị phá hủy, gần đó lội lỗ mấp mô, hiển nhiên nguyên giao đã phải trải qua một trận khổ chiến mới vào được. Đối diện thạch ốc này có một cái thạch môn cửa đá. Bên đưa trên bề mặt lấp lánh hào quang bạch sắc cực kỳ quen thuộc, đó chính là bộ dạ cấm chế của các mạch thất, từ tầng 1 đến tầng 5. Hàng Lập do dự một chút, sau đó đi qua xem xét một hồi lấy ra tấm hư thiên tàng đồ kia, đưa linh lực vào rồi dán lên thạch thôn. Kết quả là bạch quan lóe lên một trận, thạch môn vẫn không có phản ứng gì. Hàng Lập thở dài một hơi, quả nhiên nếu ai đó tiến vào một muốn đi ra lại bằng tấm bà tàng đồ này thì căn bản không có khả năng. Mà hắn cũng không cho rằng mình có bản lĩnh phá được cấm chế, vì thế hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người trở về, hướng phía bắc đi đến. Người làm gì vậy? Bên trong có một loại trận pháp lợi hại không phải ai cũng có thể phá được. Chẳng lẽ ngươi muốn phá để tìm bảo vật? Ánh mắt của Nguyên Giao dán theo từng bước chuyển động của Hàng Lập sau khi chớp chớp mắt bỗng nhiên hé miệng lạnh lùng hỏi. Ta muốn đi khai hư thiên điện, Nguyên Đạo Hữu chẳng lẽ có kiến nghị nào tốt hơn sao? Hàng Lập đã đi đến lối ra phía bắc không quay đầu lại hỏi. Không có, tuy nhiên bảo vật ở đây là do tiểu nữ thấy nhìn trước. Chẳng lẽ Hàng Đạo Hữu muốn tranh giành với Nguyên Giao sao? Đôi mắt trong veo của vị đại mỹ nữ chấp vài lần, sắc mặt lộ ra một chút khác biệt, Tìm bảo vật, thời gian, nguyên đào hữu để ở đây không ngắn. Nếu có thể phá bỏ cấm chế bên trong thì dường như đã sớm đắc thủ rồi. Hàng Lập đứng ở lối ra nhìn nhìn hào quang lấp lánh không khách khí nói. Ta trải qua mấy ngày nghiên cứu cũng hiểu được một chút, nếu chờ thêm thời gian 5-3 ngày nữa nhất định sẽ có thể phá trừ cấm chế. Sắc mặt của Nguyên Giao trước tiên đỏ lên, sau đó trầm xuống nói, lộ xuất bộ giá công nhân nhượng. Nghe xong lời này, Hàng Lập có chút kinh ngạc xoay người lại, nhớ nhớ mày, nhìn nữ tử này không nói gì. Trong lòng của Nguyên Giao thấp thẳm bất an, một lúc sau nàng cuối cùng không nhịn được bộ dạng nói. Được rồi, ta thừa nhận nếu một mình phá trận thì trước thời điểm trở về chắc cũng không có thu hoạch gì. Nếu hàng đạo hữu hiện tại muốn phá trận thì tiểu nữ có thể hợp tác một lần, chắc chắn sẽ giảm bớt không ít thời gian. Hàng lập nghe xong, lặng lặng đứng tại chỗ, sắc mặt không chút biến hóa, tiếp tục nghe nàng nói. Hắn rất rõ ràng vị đại mỹ nữ này nhất định còn có lời chưa nói xong. Tuy nhiên, trước khi phá trận, tiểu nữ muốn thực hiện một cuộc giao dịch với đạo hữu. Nguyên giao nhìn chằm chằm hàng lập chậm rãi đưa ra đề nghị. Giao dịch gì? tại hạ có thể nói qua một chút được chứ? Hàng Lập khoanh hai tay trước ngực, làm ra vẻ rửa tay lắng nghe. Chỉ cần Hàng Huynh có thể bỏ qua bảo vật bên trong, tiểu niệm nguyện ý bồi thường cái khác. Bồi thường? Thần sắc của Hàng Lập thản nhiên, không có chút thay đổi nào. Thấy bộ giải ngắn như vậy, Nguyên Giao lộ suốt vẻ trù trừ, nhưng mà sau khi ngậm nghĩa một lát, liền đột nhiên ngẩng đầu, vẽ mặt mang theo sự kiên quyết. Tiểu niệm nguyện ý tặng cho đạo hữu và niên linh nhũ, còn biết ý của Hàng Huynh như thế nào? Thần tình Nguyên Giao ngưng trọng nói và Niên linh nhũ chính là linh dịch trong truyền thuyết có thể hồi phục pháp lực trong nháy mắt mà dù có trăm vạn linh thạch của công mua được sao tần sắc của hàng lập kể biến có chút rung động hỏi lại không sai đúng là loại linh dịch đó Tiệm nữ tin tưởng nhân cách của hàng huynh mới mạo hiểm nói ra hàng huynh sẽ không nói no làm ra cái việc sát nhân đoạt bảo chứ Ánh mắt của Nguyên Giao lưu động, đôi mắt trong veo nhìn chầm chầm Hàng Lập chậm rãi nói. Thông qua việc tiếp xúc khi đi qua quỹ phụ và dung nham lộ cùng Hàng Lập, vị đại mỹ nữ này tuy biết Hàng Lập chẳng phải là chính nhân quân tử gì, nhưng cũng không phải là người bụng dạ nhâm hiểm, lạnh lẽo tuyệt tình cho nên nàng mới có chút không tình nguyện đưa ra giao dịch nói trên. Đương nhiên, nếu trên người nàng còn có vài bảo vật khiến Hàng Lập động tâm thì nói cái gì đi nữa nàng cũng không đem bảo vật và nhiên linh thủ ra. Nhưng ngay cả như vậy, Nguyên Giao lúc này cũng lơ đạn đặt cánh tay ngọc ngà vào túi trữ vật. Tuy là không biết có phải là đối thủ của Hàng Lập, nhưng nàng vẫn có là hai kiện bảo vật liều mạng uy lực cực lớn. Đủ để đề phòng việc Hàng Lập sinh ra ý nghĩa độc ác, đây cũng chính là một thứ ý trường giúp cho nàng dám nói ra điều kiện giao dịch. Hàng Lập sờ sờ mũi, lặng y không nói gì, ngược lại bỗng nhiên quay đầu nhìn phụ điêu hình đầu rồng, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Thấy cảnh này, quy giao, trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười. Xem ra Hoàng Huynh đã đoán ra, Vạn niên linh nhũ của tiểu nữ đích xác là do linh truyền tích lũy trong hàng vạn năm mới sản sinh được một nửa bình. Vì vậy, đạo hữu chắc chắn biết tiểu nữ cũng không dối gạt. Thanh âm của nguyên giao đột nhiên trở nên là ôn nhu, không sai. Đối với một cái linh truyền to lớn như vậy, cộng thêm là việc thiết kế quá xảo diệu, đồng thời cũng chẳng có ai lai phản đích xác là có thể sinh ra một ít linh nhũ. Hàng lập cực kỳ bình tĩnh, gật gật đầu nói. Vậy ý tứ của đạo hữu như thế nào? Sắc mặt của nguyên giao sáng lên hỏi. Nguyên cô nơ có thể nói bên trong có chứa bảo vật gì được không? Đạo hữu nếu có thể đưa ra cái giá lớn như vậy thì chắc chắn thứ đó phải rất là trân quý mới đúng. Hàng lập nhìn chồng chọc nguyên giao không nhanh không chậm. Hỏi trong mắt hiện lên vẻ băng lãnh. Nguyên gia vừa thấy thần sắc này của hắn không biết tại sao cảm giác sau lực ấm lạnh một trận bắt đầu kinh hoảng. Hàng Huynh nói đùa rồi, đây là lần đầu tiên tiểu nữ đến nơi này, làm sao biết bên trong có ẩn tàng bảo vật gì? Hàng Huynh quá đa tâm rồi, được, được rồi, tiểu nữ sẽ nói thẳng, tiểu nữ biết bên trong có gì. Tuy giá trị của nó không thấp hơn và ni linh nhũ, nhưng đối với tiểu nữ mà nói thì trông yếu hơn. Cho nên nguyên giao mới tình nguyện lấy linh dịch ra đổi, ở trong là một đoạn dưỡng hồn một chưa được sử dụng. Ban đầu Nguyên do muốn cười trừ bỏ qua vấn đề nhưng mà khi thấy sự lạnh lùng trong mắt của Hàng Lập càng ngày càng tăng thì nhanh chóng đổi giọng. Không biết vì sao nàng vừa nghĩ đến việc Hàng Lập trở mặt là cảm giác cực kỳ sợ sệt. Một trong ba loại thần mộc có thể là đeo trên người để bồi dưỡng, hồn phách nguyên thân từ từ tăng cường thần thức. Hàng Lập ngẩn ra sau nửa ngày mới kinh ngạc nói. Đúng là nó, tuy nhiên không phải tiểu nữ như trúng công dùng kỳ chiếu kia mà loại thần mộc này có thể cho ký kỳ hồn phách bảo vệ thần trí không tiêu tán quy do tự hồ đang nghĩ đến điều chỉ đó thần sắc ảm đạm thấp giọng nói dưỡng hồn mộc và ni linh nhũ hàng lập ngẩng đầu nhìn trần của căn phòng trong miệng lẩm nhẩm nói thảo nào ở nơi này là có linh tuyền té ra là để bồi dưỡng cho dưỡng hồn mộc và ni linh nhũ tại hạ rất muốn nhưng đối với dưỡng hồn mộc tại hạ đồng giả cũng rất hiếu kỳ hàng lập nhìn nguyên giao chậm rãi nói lời vừa thoát ra sắc mặt của nguyên giao bỗng trở nên băng hàng yên tâm trải qua sự bồi dưỡng nhiều năm như vậy nó chắc chắn con bé tại hạ chỉ lấy một cái rẻ rất nhỏ mà thôi sẽ không tranh giành phần thân cây quan trọng với nguy cô nương Hàng Lập thấy thần tình của vị đại mỹ nhân thay đổi, liền mỉm cười nói thêm. Chỉ cần rễ thôi, Vì Giao ngẩn ra sau đó sắc mặt đã hòa hoãn hơn, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ xuất ra một tia nghi hoặc. Đương nhiên để bùi thường, bạn niên linh nhũ mà nguy cô nương vừa đáp ứng, tài hạ cũng phải lấy. Hàng Lập nghiêm nghị giải thích rõ. <laughs> Hàng đã mưu tính thật là chưa toàn, chỉ cần chút rẻ của dưỡng hồn một cũng đủ khiến cho nhiều tông môn nguyện ý ra giá cao để mua lại. Nhưng điều kiện này bà cô luôn đáp ứng. Sóng mắt của nguyên giao lưu chuyển từ hồ đoán được tâm tư của hàng lập, chật miệng cười duyên dáng như hoa đun nở. Tuy nhiên vì thế mà nàng dường như đã yên tâm hơn. Hàng lập cũng nhàn nhạt cười, không có ý tưởng muốn giải thích rõ. Tốt rồi, chúng ta phá trận đi. Ta trước hết sẽ giảng giải một chút tâm đắc phá trận cho đạo hữu. Nguyên giao cười hì hì nói, xem ra trong lòng còn khẩn trương hơn cả hàng lập. Không cần vội, dòng linh tuyền này cô nương không muốn thu giữ lấy sao. Hàng lập chỉ hồi nước, cười mà không cười hỏi. Hàng huynh nói đùa rồi, lên tuyền này sớm đã bị chủ nhân hư thiên điện dùng cấm chế sao, cao cấp gắn kết thành một thể đối với nội điện. Tiệm nữ nếu có thần thông lớn như vậy thì sớm đã đi thu lấy hư thiên đỉnh, hạ tất phải chôn thật ở chỗ này. Nguyên giao chuông miệng nói. Nghe xong lời này, Hàng lập rộ ra một tia thất vọng, nhưng sau khi suy ngẫm thì đột nhiên cười khổ. Hắn hình như đã quá tham lam rồi, vừa thấy bảo vật liền muốn chiếm làm của riêng. Đây là dấu hiệu không tốt, hắn thực không muốn sau này có kết quả chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Nghĩ tới đây, Hàng Lập âm thầm tự cảnh tỉnh mình một lát, rồi không đề cập đến nó nữa mà trầm giọng nói. Quyền đạo hữu trước hết đem linh nhũ cho cho tại hạ rồi mới lại giảng giải chân pháp. Với sự hợp lực của chúng ta, không cần hai ba ngày chắc chắn sẽ phá được cấm chế. Quy Giao nghe xong đề nghị của Hoàng Lập, liền nhìn hắn mỉm cười chuyên chán, lập tức toát ra vẻ đẹp mê hồn. Hai ngày sau, ở trên mặt biển bên ngoài hư thiên điện, khoảng là vài chục chạm có một trận bạch quang lóe lên. Tiếp theo, một đôi nam nữ dưới sự bao bọc của hào quang đột nhiên xuất hiện. Nam tử tướng mạo bình thường, ngoại trừ cặp mắt trong suốt ra thì chẳng có điều gì hơn người. Nữ tử thân hình cao ráo, xinh đẹp như hoa, đôi mắt sáng lưu chuyển, ẩn chứa vẻ phong tình vô hạn. Hai người này vừa xuất hiện trên mặt đều là cực kỳ cảnh giác. Quan sát xung quanh một lượt khi thấy không có tu sĩ khác mới thở phào một hơi, bọn họ chính là hàng lập và nguyên giao sau khi phá trận, trong mật thất liền bị truyền tống ra ngoài, xem ra những người khác vẫn còn bị vây khốn ở trong hư thiên điện, không đến lúc thì là không thể ra được. Nguyên Giao nhìn về phía nào đó dị qua trong mắt lóe lên nói, những lão quái nguyên anh kỳ có giống như chúng ta là sau khi lấy bảo vật sẽ bị truyền tống ra đi không? hoàng Lập không có lời là cảnh giác, nhớ mày nói. Đạo hữu cứ yên tâm, sau khi lấy đi truyền tống trần chỗ nào là ngẫu nhiên, có khả năng ở tay phụ cận cụ hư thiên điện, có khả năng ở nơi đó cách xa nó vài trăm dặm. Còn ai có khả năng đồng thời giám thị phạm vi rộng lớn như thế đâu. Nguyên Giao lơ đạn khẽ vuốt mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng nói. Điều này quá tốt, Hàng Lập an tâm hơn gật gật đầu. Sao thế, chẳng lẽ Hàng Huynh đắc tội với mấy lão quái vật kia? Nếu đúng như vậy thì đạo hữu phải cẩn thận một chút mới được. Sáng mắt của Nguyên Giao lưu chuyển, giọng điệu mang theo một tia dò hỏi. Điều đó không cần Nguyên đạo hữu bận tâm, tại hạ còn có việc trong người, phải đi trước một bước. Tần sắc của Hàng Lập thản nhiên, ô quyền hướng Nguyên Giao, rồi không đợi nàng nói điều gì, hắn đã không chút do dự hóa thành một đạo cầu phong phi hành rồi đi không có một chút ý tứ lưu luyến. Nguyên Giao nhìn đạo hào quan đang bay xa dần, thân sắc lộ ra một tia cổ quái. Sau nửa ngày, nàng mới lắc lắc đầu, sau đó một trận hát quan lóe lên, lấy ra một cây cây quái trị dài khoảng một thước. Bên ngoài của nó thô ráp, đen xì, lồi lồi lõm lõm cực kỳ xấu xí. Nhưng Nguyên do nhìn nó trên mặt lại lộ ra một tia cảm thương. Nghiên tỉ tỉ thì tạm thời phải nhẫn nại một chút, ta sẽ tìm người dùng nó luyện chế thành tàn hồn, hộp để tỷ hoàn toàn thoát khỏi khổ sở của thuộc luyện hồn. Âm thanh cũng nàng cực kỳ thấp, sau khi nói xong thì không chút chần chừ, phụ hắc bào lên thân che gió vẻ đẹp mê hồn kia lại tiếp theo nguyên dòng hóa thành một đoàn hắc khí hướng một phương hướng nào đó bay đi trong nháy mắt phía trên mặt biển online này, này là trở nên yên tĩnh cùng lúc đó trên thạch đài tầng năm trong huệ điện của hư thiên điện có mấy người đang đứng sắc mặt âm trầm thần tình mỗi người đều cực kỳ khó coi đó chính là đám tu sĩ chính ma lượng đạo nguyên anh kỳ mà hộ tự cũng có trong nhóm này không biết là đã đạt thành hiệp nghị gì mà tất cả đều không còn đánh nhau loạn xạ nữa Chúng ta đã liên thủ tìm kiếm qua tất cả ngóc ngách đội điện từ tầng 3 đến tầng 5 rồi nhưng ngoại trường mấy tầng cấm chế và khôi đồ đã bị phá hủy ra thì chẳng thấy ai cả. Cực âm, trong ba người mất tích có hai người quan hệ rất lớn đến người, phải cho người đại chỉ thị bọn chúng lấy bảo vật rồi trốn chạy. Và thiên minh mặt mày phát xanh nói, <laughs> và môn chủ, lời này con biết người đã hỏi bao nhiêu lần rồi. Tại hạ đã sớm nói qua là ái tôn yêu quý của mình đã gặp phải điều bất trắc đây chính là bí thuật do tài hạ tự mình thăm dò, tuyệt đối không thể sai. Nếu còn phải thiên cương tráo, ngăn trản, thần thức thì tại thời điểm tiểu tôn chết đi. Bạn tổ sư đã biết và cũng sẽ không để cho hai tên tiểu tử kia thừa cơ hội ôm bảo Phật chạy trốn rồi, cực âm tổ sư mặt mày nhăn nhó nói. Nói đi cũng phải nói lại, tại hạ cảm thấy mang huynh là khả nghi nhất, vì sao nghe trong thời gian mang huynh thu hút sự chú ý của mọi người thì hư thiên định bị người gấp mất. Ngoài ra, mang Huynh còn không đem lai lịch vị hậu bối khi nói rõ ràng, chẳng lẽ Huynh đã cấu kết với tiểu tử đó từ trước? Cực âm tổ sư liền chuyển giọng, nhìn chầm chầm mang Hồ tự âm trầm nói. Nực cười, mang một phải giải thích gì với người, cho dù hư thiên định bị cướp đi thực sự có quan hệ với tên tiểu tử kia thì liên quan gì đến ta. Ta lúc đó đang bị chưa vị truy đuổi, bỏ chạy rối chết, chung quy cũng chẳng có gì trong tay. Ngược lại tên tiểu tử, người gọi là ô sữa kia không biết là thật hay giả. nói không chừng trong lòng người đang vui mừng cũng có. Hai mắt mang hộ tử trừng lên, không chút khách khí phản pháo. Ngươi, cực âm tổ sư nghe xong, tức giận đến mức thoát khiếu bốc khói. Ái tôn đã gặp phải bất trắc, trên người còn có tên nội oan ước to lớn nữa, nói thế nào cực âm tổ sư cũng không thể tiếp nhận được. Nhất thời sắc mặt hắn hiện lên vẻ tức giận, muốn mở miệng tiếp tục tranh luận. Nhưng nho sinh lão giả bên cạnh lập tức đứng ra khuyên giải. Ma huynh cùng ô huynh không cần phải tranh chấp nữa, ai trong ba người bọn họ lấy đi bảo vật thì có quan hệ gì với chúng ta chứ? Điều đó chỉ là thứ yếu. Hiện tại quan trọng nhất chờ cho dù bọn họ sống hay chết cũng cần chúng ta tìm ra chúng. Chúng ta truy đuổi theo mang huynh đến chỗ ra vào cửa tầng 3. Động tác của chúng dù có nhanh đi nữa cũng không có khả năng thoát khỏi từ tầng 3 đến tầng 5. Mà hiện giờ, chúng ta cũng đã bố trí mấy cái pháp trận. Nếu chúng muốn thừa cơ hội đào tẩu thì không có khả năng. Về phần từ trong mật thất truyền tống ra ngoài thì càng không thể nào. Càng phải biết rằng là tu vi của bọn chúng chỉ là kết đan sơ kỳ. Cho dù ba người liên thủ cũng không thể phá vỡ cấm chế mật thất từ tầng 3 trở lên. Trừ phi đầu óc bọn chúng mê muội muốn tự sát. Thần sắc của thanh dịch cư sĩ bình tĩnh phân tích. Thế nhưng chúng ta đã thám thính tất cả từ tầng 3 đến tầng 5 rồi mà vẫn không phát hiện được tung tích của bọn chúng và tiền minh lành đồn nói trên mặt trăng đầy vẻ hoài nghi. Thật ra đâu chỉ có hắn, ba người bên phe chính đạo cũng đều bán tính bán nghi. Bọn họ sớm đã truyền âm thương lượng với nhau nhiều lần, đều thấy rằng có thể là ba lão quái vật ma đạo liên thủ với nhau, diễn xuất một trường hí kịch cố ý dẫn dắt bọn họ ra xa rồi mới sai hậu bối ra tay cướp lấy hư tiên đỉnh bởi vậy nên nhóm và thiên minh một bên cực kỳ hối hận một bên thì nhìn chằm chằm như hổ đói theo từng cử động của nhóm cực âm tuyệt đối không để cho mấy lão quái vật ma đạo đi cai nửa bước cực âm thanh dịch đều nhận ra được tâm tử của nhóm và thiên minh nhưng trong lòng hai người bọn họ cũng như lửa đốt nên chẳng có để ý gì đến việc nhỏ nhặt này nữa bọn họ đang muốn nhanh chóng tìm ra đám người huyền cốt và hàng lập để lấy lại hư thiên đỉnh một đám tu sĩ nước anh kỳ tại nội điện tranh đấu với nhau kết quả bảo vật lại bị mấy tên tu sĩ kết đan kỳ thường đức đục thả câu cướp mất nếu truyền ra ngoài thì bọn họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ huống hồ bọn họ sẽ có thể cam tâm để cho bảo vật đệ nhất của loạn tinh hải rơi vào tay của nhóm hàng lập được chứ Mạng hồ tử trong lòng cũng rất ngạc nhiên bởi vì hành động của huyền Cốt dường như không giống ước định đã được bàn bạc trước đó. Lẽ nào hắn thực sự ôm lấy bảo vật rồi chạy trốn rồi? Nếu tu sĩ kết đăng kỳ phổ thông thì không cách nào lọt qua cấm chế trong mật thất từ tầng 3 đến tầng 5. Nhưng huyền Cốt là tu sĩ chuyên tu quỷ đạo nên là điều này rất là có nói. Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng mà hắn cũng không dám thổ lộ nửa phần. Ngược lại hắn còn có ý nghĩa muốn quấy thêm nước đục nữa. Vì thế mạng hồ tử mới lạnh lùng mở miệng. Các người có nghĩ là hai lão gia hỏa của tinh cung thật sự là không rời đi mà một mực vẫn ấm nấp quanh đó không, thì chúng ta truy đuổi nhau liền là xuất kiện tiêu diệt ba người kia, sau đó lấy đi hư thiên đỉnh. vừa nghe lời này của mang hồ tử, những người khác liền bốn mắt nhìn nhau, sau đó lộ ra vẻ đâm chiêu. sau khi rời sang nguyên giao, hằng lập không nhìn được lấy hư thiên đỉnh ra, một bên phi hành, một bên từ từ xem bảo vật ở bên trong. thế nhưng không lâu sau, hắn có cảm giác tức học máu. dù cho hắn dùng mọi loại biện pháp Thì nắp định và thân định vẫn dính liền với nhau, căn bản không cách nào mở ra. Cho dù đem linh lực rót vào hay tức giận dùng các loại pháp bảo công kích trực tiếp lên thì nó nhiều lắm chỉ tuế ra vài tia lửa, bộ dáng vẫn không có một chút sức mẻ, trong lòng hàng lập kinh ngạc. Hiện tại ngoại trừ việc biến to thu nhỏ, hư thiên đỉnh thì hắn hoàn toàn không cần biện pháp sử dụng vật ấy. Phát hiện được hiện thực trên hàng lập cực kỳ buồn bực, đang ở trên vùng biển không người nên hắn mở miệng chữa to một hồi lâu đối tượng tự nhiên chính là chủ nhân của hư thiên điện rất rõ ràng các bảo vật danh chấn loạn tinh hải này có điểm cổ quái hoặc chỉ có thể tu sĩ của anh kỳ mới điều kiện được hoặc có yếu quyết khác để mở đỉnh không đơn giản như việc chỉ cần chú nhập định lực vào trong, chẳng lẽ có quan hệ với Kiềm Lam băng diễm lúc đó bao phủ lấy nó, trong đầu cổ hàng lập rất hỗn loạn chỉ có thể phỏng đoán bảy bảy một hồi. Tuy nhiên suy nghĩ qua thì cũng rất bình thường, Hư Thiên Định được mệnh danh nên để nhất bí bảo thượng tinh hải có điểm quỷ quái dường như cũng là sự tình trong dữ liệu, chẳng có gì phải ngạc nhiên, thế nhưng lấy được bảo vật mà hiện tại không có cách nào sử dụng tự nhiên khiến hàng lập cực kỳ ảo não. Hắn liền đem Hư Thiên Định bỏ vào túi trữ vật để sau này có thời gian sẽ nghiên cứu kỹ càng thêm. Tiếp theo, Hàng Lập đem Ngọc Như Ý ra thăm dò cách sử dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã tìm ra được hai loại đoạn thần thông. Đơn giản nhất chính là đưa linh lực vào cổ bảo, trên thân lúc đó sẽ xuất hiện vòng bảo hộ hai màu đỏ vàng. Năng lực phòng ngự của nó, Hàng Lập đã từng chứng kiến qua khi ở hư thiên điện, có thể kháng cự một kích cực mạnh của thanh dịch mà vẫn bình yên vô sự, tự như không hề tâm thương. Một loại thần thông khác chính là Hàng Lập niệm vài câu Chú thượng cổ khắc trên ngọc như ý đưa thần thức vào đầu của cự lan thì tùy theo tình huống có thể gọi là hai con tiểu lan màu đỏ vàng hoặc là một con cự lan màu bạc. Tiểu Lan màu đỏ dường như là do linh khí hỏa thuộc tính cực kỳ, tinh tuần huyện hóa thành có vài loại pháp thuật bẩm sinh với uy lực không nhỏ. Còn con tiểu Lan màu vàng thì được tạo thành từ linh khí thổ thuộc tính, am hiểu thuộc tính thổ linh. Trong đó có cả thổ độ chi thuật mà Hàng Lập một mực muốn học nhưng mà không cách nào lĩnh ngộ được. Điều này khiến Hàng Lập rất vui mừng. Về phần ngân sắc cửa lang nọ thì hắn có chút nhức đầu vì không thể không chế được nó. Mặc dù hắn đưa ra mệnh lệnh thì ngân lang vẫn hành động nhưng mà vẫn chung quy bộ dáng oải oải theo kiểu ứng phó cho qua chuyện. Khi hắn đang muốn xem thử Ngân Lan có pháp thuật gì thì nó lại giả ngây giả ngô không chú ý. Khi hàng lập nhìn được trong mắt thần sắc cực kỳ mang tính người của nó thì hoàn toàn không biết nói gì. Hắn cũng nhìn ra hai con tiểu lan kia đều là hóa thân của Ngọc và Ngân Lan mà thôi. Hiện nhiên nó mới là khí linh chân chính của Mỹ Ngọc như ý. Về phần Ngân Lan bướng bệnh không phục, hàng lập suy đoán rằng nó có khả năng là chưa bị luyện hóa hoàn toàn. Hắn cũng nhớ lại khi biểu tình của huyền cốt lão ma xuất lộ vẻ kinh ngạc khi thấy Ngân Lan xuất hiện, thậm chí còn đem tiểu tiễn kim lôi rút phóng ra. Điều này nói rõ ràng nó là một loài khí linh có danh tiếng tuyệt đối không thể phủ nhận. Vì thế, hắn cũng chẳng buồn bực, tạm thời thu lại ngọc như ý, tiếp theo sắp xếp lại các kiện bảo vật khác lấy được từ hư thiên điện. Mấy loại bảo vật như nhẫn, hàng băng châu, linh tê bội do mấy lạ ma cấp cho hắn đương nhiên là được kiểm tra lại lần nữa. Còn phát hiện được điều trị không ổn nhưng mà cũng chẳng dám tiếp tục đeo lên người mà phải thu hết vào túi trữ vật. Chỉ có hoàng lân giáp của mang hồ tử kia vẫn được hàng lập mặt lên người vì không nỡ từ bỏ một kiểu bảo vật với lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Về phần mấy con khôi lội hư hỏng, nửa bình vàng niên linh nhũ cùng một nửa đoạn rẽ to bằng lóng tay của dưỡng hồn một cùng đường hắn xử lý ổn thỏa. Trong lúc này, hằng lập vô tình đụng đến viên châu ngũ sắc khiến hắn ngợn ra, lập tức nhớ lại la lịch của chúng. Ngày đó khi ở Thiên Nam, bên cạnh truyền tống trộm đến loạn tinh hải, hắn đã thu được nó khi dùng hỏa cầu chọn dẹp hài cốt ngũ sắc kia. Hiện tại ngẫm lại thấy ở hoa gần hai cốt còn có cả là huyết ngọc tri chu, vậy có thể khẳng định đến tám chín phần hai cốt nọ chính là cực quyển tinh nghịch đồ khác của huy cốt. Nhưng vì sao bộ xương đó lại có năm màu, rốt cuộc có quan hệ gì với việc hoàng và khiến cho hắn nghi hoặc khó có thể giải thích. Nhưng mà không hiểu vì sao khi nhìn viên châu trong tay hàng lập lại liên tưởng đến bộ thiên đan bay ra khỏi hư thiên đỉnh kia. Màu sắc giống nhau nhưng bộ thiên đan lớn hơn, đồng thời cả viên châu phát ra hào quang sáng hơn mà thôi. Hàng lập nhìn nhìn nó sau một lúc trầm ngâm liền trịnh trọng bỏ nó vào trong túi trữ vật. Sau khi xác nhận phương hướng, hắn liền lấy huyết sắc phi phong để nhanh tốc độ, cả người biến thành một đào hào quang màu đỏ giống như là sao chổi bay về phía thiên tinh thành. Tuy làm vậy tốn rất nhiều dinh lực, nhưng mà tốc độ tuyệt đối nhanh gấp mấy lần so với tốc độ của tu sĩ kết đăng kỳ bình thường. Hắn hiện tại cần phải về động phủ của mình ở Thiên Tinh Thành trước khi những tu sĩ khác ra khỏi hư thiên điện. Ở nơi đó những thứ khác thì không nói nhưng về kim trùng thì tuyệt đối không thể bỏ lại. Hắn không muốn chúng rơi vào đám loại quái vật kẻ thuộc. Nói không chừng trong số bọn họ còn có kẻ có khả năng thúc đẩy loại kỳ trùng này tiến hóa. Huống hồ hắn đã sớm tính kế ngay sau khi trở về Thiên Tinh Thành liền lập tức vứt bỏ động phủ thông qua truyền tống trận đi ra ngoài tinh hải. Một mặt chiếc chết linh tú, một mặt thu thập ít yêu đen, một mặt tám lánh nguy hiểm của lần đoạt bảo này khiến cho tu vi của mình nhanh chóng đột phá. Kết đăng sơ kỳ, sau khi phi hành được một đoạn thời gian, hàng lão cảm thấy pháp lực đã tiêu hao hơn một nửa, lập tức đổi sang dạng phi hành thông thường, trong tay nắm chặt một khối linh thạch bậc trung từ từ phồi hụt lại là thần pháp đã bị mất. Sau khi đã pháp lực hồi phục lại như ban đầu, hắn tiếp tục dùng huyết sắc phi phong cấp rút lên đường. Vì thế tốc độ của hắn rất là kinh người, trong khoảng vài ngày đã bay được một quãng đường mà trước đó phải mất nửa tháng mới hoàn thành được. Trên đường hàng lập chạm mặt với một số tu sĩ nhưng đều có tu vi trúc cơ kỳ hoặc luyện khí kỳ nên là hắn mặc kệ trực tiếp bỏ qua những tu sĩ này khi thấy tốc độ đổ qua của hàn lập tự nhiên biết gặp phải một vị cao nhân cách đăng kỳ nên cũng là chẳng dám quấy rầy hắn tuy nhiên càng đến gần thiên tinh thành thì số tu sĩ hàn lập gặp phải cũng là dần dần nhiều hơn trong số đó một vài thậm chí là một vài chục người kết thành đội ngũ rốt cuộc sau một tháng hàn lập cũng thấy là một tu sĩ kết đăng kỳ nhưng tu sĩ này khi thấy hắn thì lập tức cực kỳ cảnh giác, nhanh chóng rời ra xa, căn bản không có ý muốn bắt chuyện. Một người như vậy thì còn có thể hiểu được, nhưng liên tiếp trong mấy ngày, hay cả tu sĩ kích đăng kỳ khác cũng có hành động giống như vậy khiến hằng lập cảm giác được có chút không đúng. Chẳng lẽ trong lúc hắn hãm thân vào cuộc tranh đoạt bảo vật tại hư thiên điện, thì loạn tinh hải đã phát sinh đại sự gì đó? Ý nghĩa này vừa mới xuất hiện, Hàng Lập tự nhiên không thể gấp rút phi hành nữa. Vì thế, ngày hôm nay, khi Hàng Lập đang cầm lấy một khối linh thạch bậc trung chậm rãi phi hành trên mặt biển thì nhìn thấy một đội tu sĩ bay tới từ một phương hướng khác. Có khoảng 7-8 người, tất cả đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, vừa nhìn đã biết bọn họ thuộc một thế lực nào đó. Hàng Lập không nói một câu, hóa thành một đạo thanh quan, chặn đầu bọn họ lại. Hắn không có ý tứ che giấu tốc độ nên là khi những tu sĩ kia Hàng Lập bay đến thì lập tức rúng động. Nhưng dưới sự chỉ đạo của ông là một lão giả liền rình an tĩnh, tiền bối có sự tình gì muốn phản bối hỗ trợ sao? Lão giả dẫn đầu, tóc xám trắng nhưng mà vẫn hết sức nhanh nhẹn, không đợi Hàng Lập mở miệng liền bay tới thi lễ, bộ dáng cung kính, thái độ khiến cho người khác không thể bắt bẻ được gì. Thành Quang thu lại thân hình của Hàng Lập tiền lộ xuất, hẳn nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn một cái rồi bình tĩnh nói, các người là tu sĩ ở đâu, muốn đi đến chỗ nào? Bọn phản bối là tu sĩ thuộc Tam Tinh Tông Phùng, Mệnh Tông chủ đi đến Thiên Tinh Thành, đạo trả cung cộng hồi đáp. Đến Thiên Tinh Thành, ta dọc đường đi tự nhiên phát hiện ra số lượng tu sĩ hướng đến nơi đó nhiều hơn hẳn, đồng thời bộ dáng rất khẩn trương. Thế là sao? Hàng Lập nhíu mày, sau khi trầm mặt một hồi lâu liền chậm rãi nói. <laughs> Xem ra tiền bối thời gian trước chức định đã ở nơi hoang vắng nên không biết sự tình. Cách đây không lâu, thiên tinh tàn xảy ra đại sự. Cơ hội tất cả tông môn đều cùng thế lực đều phái người đến đó cả. Đạo giả ngẩn ra, nhưng mà lập tức thở vào một hơi, miễn cười trả lời. Đại sự gì? Trước đó mấy ngày ta vừa bế quan đi ra, nói qua một chút đi. Bộ chánh Hàng Lập có vẻ thờ ơ. Tiền bối đã hỏi, vọng bối đương nhiên sẽ nói theo sự thật. Tuy nhiên tại hạ có thể hỏi tôn tính đại danh của tiền bối được không? Lão giả khoanh tay cung kính nói. Nghe xong lời này, Hàng Lập có chút ngoài ý muốn nhưng sau khi ngậm nghĩ, vẻ mặt liền cười như không cười đáp. Xem ra người cũng rất là cẩn thận, ta là khách khanh trưởng lão của chiều âm môn, họ hàng, không biết người đã từng nghe qua chưa? Nguyên lai like là hàng trưởng lão, vậy không phải là ngoại nhân rồi. Tiết địch tiên tử của bản tông cùng tổ linh tiên tử của quý tông là bạn bè thân thiết, hai tông phái chúng ta luôn đủ quan hệ giao hảo với nhau. Lão giả nghe Hàng Lập báo thân phận liền thở phào một hơi, tiếp theo vẻ mặt tươi cười nói. Thấy đối phương lộ ra biểu tình mình đều là người cùng một nhà, Hàng Lập lập tức ngẩn người sau đó đột nhiên cười khổ. Nụ cười này khiến lão giả có chút thấp thỏm lo lắng. Chẳng lẽ mình nói sai gì sao? Lão giả có chút hồn nghi ngẫm nghĩ. Ta thường không quản sự tình trong môn phái, cũng không muốn biết người là nói thật hay giả. Chỉ cần hồi đáp vấn đề của ta là được. Ta sẽ không làm khó các ngươi đâu. Hiện tại đem tin tiết cụ thể nói ra đi. Đến cuối cùng là sẽ ra đại sự gì? Hàng Lập thu lại nụ cười nói. Tại hạ sao dám lừa gạt tiền bối, những lời vừa rồi đều là thật. Lão giả cười bồi, cơ hồ là muốn thề thốt như dưới ánh mắt lạnh lẽo của Hàng Lập lập tức là giảng giải. Cách đây không lâu, khắp loạn tin hải đột như xuất hiện một tin đồn nói rằng nguyên từ thần quan của thiên tinh song thánh đại thành sắp kết thúc bé qua nên tinh cung muốn nhờ cơ hội đó thành trừ một số thế lực không nghe lời hoặc không có cách nào khống chế. Đại bộ phận mọi người đều nghĩ đó chỉ là hương hôn như không tưởng được mấy ngày sau tinh cung đích thực được thiên tinh lệnh đến các thế lực lớn nhỏ bắt tất cả các thủ lĩnh tông phái cùng với đạo chủ của các đảo khi nhận được lệnh phải lập tức đến gặp thiên tinh sông thánh bằng không sẽ lấy danh nghĩa bất kính với tinh cung ra tay tiêu diệt lão giả tường tồn giải thích bắt các thế lực đến gặp thiên tinh sông thánh người không nhầm chứ tinh cung sao lại phát ra mệnh lệnh khiến cho người mưu phản như vậy chứ hà lập nhớ mày không tin hỏi lại Dạ đúng, khi thi tinh là ở trong tay các thế lực thì đại bộ phòng mọi người đều giống như đang nằm mộng. Nếu trong giai đoạn thế lực tinh cung mạnh nhất thì phát ra mệnh lệnh đó chẳng có gì, nhưng bây giờ thế lực mà ma đạo và chính đạo đều không dưới họ. Điều này khiến cho người khác khó hiểu, lão giả cười khổ nói. Vậy những tu sĩ mà ta gặp dọc đường đều đi đến gặp thiên tinh song thánh sao? Hàng lập đánh giá đội ngũ trước mặt thêm lần nữa như nhớ mày hỏi. Điều này rất khó nói, lão giả lộ ra vẻ chần chờ, có chút hàm hàm hồ hồ trả lời khó nói vậy là ý gì dị quan trên mặt hắn chật lóe có chút kỳ quái hỏi tiền bối tài hạ còn có một số sự tình vẫn chưa nói không lâu sau khi tinh cung phát ra thiên tinh lệnh thì chính đạo và ma đạo đột nhiên tuyên bố liên thủ thành lập một tổ chức gọi là nghịch tinh minh nói là muốn đánh đổ bá quyền của tinh cung đối với loại tinh hải triệt để kết thúc sự thống trị hiện nay tổng hộ pháp của vạn pháp môn và và Tam Cô và Ma Đạo Đệ Nhất Nhân, Lục Đạo Cửa Thánh đồng thời đảm nhiệm hai vị trí đứng đầu của Nghịch Tinh Minh. Khi tổ chức này vừa thành lập đã có rất nhiều tông môn và thế lực gia nhập theo họ. Ngoài ra còn có thêm vài vị tán tu người Anh Kỳ, Kiêu Hùng đảm nhận chức trưởng lão nghịch tinh minh cũng học theo cách của tinh cung đồng dạng phát ra quỷ bài nghịch tinh lệnh đến tất cả các thế lực bảo là nếu đến diễn kiến thiên tinh song thánh thì sẽ trở thành địch nhân của họ sẽ trở thành là không buông tha đồng thời họ cũng tuyên bố những thời gian sắp tới sẽ công kích thiên tinh thành các thế lực khác có thể tự do đi đến quan sát nhưng phải biểu lộ rõ lập trường chính mình lão giả lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ Ngay đến đây tuy sắc mặt cầu hàng là vẫn đất bất động nhưng mà trong lòng sững sờ sự tình lớn như vậy lại phát sinh trong thời gian ngắn ngủi lúc hắn đang ở hư thiên điện thật sự làm hắn bất ngờ trong lúc nhất thời tâm tư Hàng Lập rối loạn, đột nhiên trong lòng của Hàng Lập khẽ động, nhìn lão giả bình tĩnh hỏi. Nghịch tin lệnh là quỷ bài như thế nào, người có mang theo không? Lệnh bài này bản tông cũng thu được một cái như là ở chỗ của tông chủ, tuy nhiên bản bối có đem hình dạng của nó phục chế trong một cái ngọc giản. Tiền bối có muốn nhìn qua không? Lão giả ngẩn ra như sau đó nịnh nọt nói. Ừ, lấy ra xem. Thần sắc của hàng lập lạnh lùng, gật gật đầu. Lão giả thấy vậy, lập tức lôi từ trong túi trữ vật ra một khối ngọc giản màu vàng, không dám chần chờ, hai tay cung kính đưa cho hàng lập. Hàng Lập không chút khách khí tiếp lấy, nhanh chóng đưa thần thức vào bên trong thăm dò, sắc mặt có chút thay đổi. Quả nhiên mặt quỷ ở trên lệnh bài gần giống cái mà trưởng lão của lục tiên điện đưa cho ô sử xem. Tuy ngoại hình có chút biến đổi nhưng tuyệt đối là cùng một cốc mà ra. Xem ra chính mà lượng đạo đã sớm bét nút cấu kết. Trước đó rất lâu đã dày công tìm nhập nội gian và các thế lực khác. Trong lòng của Hàng Lập giật mình nhưng thần sắc lại có chút thay đổi, đem ngọc dạng trở lại cho lão giả. Nếu nói như vậy thì đến các ngươi, đến phụ cận của thiên tinh thành để xem đại chiến giữa tinh cung và nghịch tinh minh rồi mới giải quyết phải không? Hàng Lập tùy ý hỏi, nghe xong lời này, lão già lộ xuất vẻ xấu hổ. Dạ đúng, thưa tiền bối, chúng tôi thấy đã đích xác là phụ mệnh tông chủ. Trước tiên là xem xét tình hình, dù sao tâm tinh tông của chúng tôi chẳng phải là đại môn đại phái gì, chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Trong đoạn thời gian này, Nghịch Tinh Minh đã phát động công kích các tòa ngoại đảo thì tinh thành và chiếm được thế thượng phong, thậm chí là một số hòn đảo trực tiếp tuyên bố về ve bọn họ. Tiếp theo chắc là Nghịch Tinh Minh sẽ tấn công đến vòng nội đảo, một số người nội tâm bất chính cũng thừa cơ hội tác quái tóc quái. Không ít tán tu, tiểu tông, tiêu phái đều là xảy ra chuyện. Nếu không phải phơi thân ở đồng hoang thì cũng hoàn toàn bị diệt môn. Lão giả nói ra vì sao các tu sĩ dọc đường đều có bộ dạng cực kỳ cẩn thận. Quyền lai là do vậy, được rồi, sự tình đã rõ. Các người có thể đi. Hàng Lập rất vừa lòng, nhẹ nhàng phất tay, thản nhiên nói. Vậy vàng bối trước tiên xin cáo từ. Lão giả nghe Hàng Lập nói thì với trong lòng vui mừng, vội vàng tiên lệ cáo từ. Mặc dù hắn nhìn Hàng Lập không có bộ dạng cùng là Cực ác, nhưng mà cùng một chỗ với vị tu sĩ kích đăng kỳ không quen biết vẫn khiến cho hắn có chút lo sợ vì thế hắn lập tức dẫn người theo nhanh chóng rời đi. Hàng Lập đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, bắt đầu rơi vào trầm ngâm. Tinh cung và chính ba lượng đạo cuối cùng thì cũng bạo phát đại chiến. Tin tức này đối với hắn mà nói thì là có nửa tốt cũng có nửa xấu. Nửa tốt chính là đại chiến sẽ làm tiêu hao đại bộ phận tinh lực của mấy lão quái vật kia liên quan. Bọn họ tất cả đều trực thuộc chính ma song phương, không có khả năng không tham dự vào việc này. Vì thế sẽ không toàn tâm toàn ý truy đuổi hắn và hư thiên địa giúp cho hắn an toàn hơn nhiều. Nửa xấu chính tà đại chiến bắt đầu sẽ khiến hắn cực kỳ phiền toái nếu không muốn trở lại đông phục của mình. Chắc chắn tu sĩ vào thành sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt hơn rất nhiều, đặc biệt là tu sĩ có tu vi kết đăng kỳ như hắn. Hơn nữa, nếu nghịch tinh minh tấn công khu nội đảo của thiên tinh thành trước khi hắn trở về, thì những dự định ban đầu của hắn sẽ hoàn toàn hư hết tình cùng không thể trong giai đoạn đó để tu sĩ khác tùy tiện tiến nhập vào thành nghĩ tới đây hắn lập âm thầm thở dài một hơi trong mấy ngày tiếp theo hắn chặn một vài nhóm tu sĩ cấp thấp cát rồi hỏi hang tương tự như thế cuối cùng hắn cũng chứng thực được tính chính xác của thông tin đồng thời điều đó khiến cho hắn lâm vào trạng thái khó xử